chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề là làm thế nào để người ấy có thể tin tưởng và yêu các bạn thật lòng. Đây là một câu hỏi mà mình cũng đã nhận được của rất nhiều bạn trong thời gian qua. Tức là các bạn không biết làm sao để người yêu của mình tin tưởng mình hơn. Có một tình yêu mà cả hai xây đắp được một cái niềm tin, và quan trọng là khiến người ấy yêu mình thật lòng, chứ không phải là yêu mình theo cái cách qua đường hay là yêu mình theo cách chơi bời. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái chủ đề này nhé. Cái điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay để khiến cho người ấy tin tưởng và yêu các bạn một cách thật lòng á, đó chính là các bạn hãy là một người có quan điểm cực kỳ rõ ràng. Các bạn ạ, trong cuộc sống ấy, cái người khác đối xử với các bạn như thế nào, những cái điều nó xảy ra trong cuộc sống của các bạn, phần lớn nó phụ thuộc vào việc các bạn có phải là một người sống có quan điểm hay không. Chính cái quan điểm của các bạn, nó sẽ khiến cho người khác biết cách làm sao để đối xử với các bạn. Họ sẽ nhận ra rằng bạn là một người như thế nào. Nhiều khi trong tình yêu hoặc trong cuộc sống, các bạn nghĩ rằng mình không cần phải nói ra quan điểm của mình. Không nói cũng được, cũng có sao đâu. Nhưng các bạn nên biết như thế này, bạn không nói thì rất khó để người ta hiểu bạn là người như thế nào. Mà đôi khi người ta sẽ hiểu lầm các bạn ạ. Cho nên tất cả những người mà thường là những người thành công đều là những người giỏi ăn nói, tức là biết ăn nói và biết bày tỏ cái quan điểm của mình ra ấy. Mình lấy cho các bạn ví dụ nhá. Ví dụ trong tình yêu của các bạn, bạn có là một người có quan điểm rất rõ ràng. Tôi một khi đã không bước đến tình yêu thì thôi, mà một khi đã bước đến tình yêu là tôi sẽ có hạnh phúc với một người mà thực sự biết trân trọng mình, nhìn ra những giá trị của mình và muốn chung thủy và chân thành và nghiêm túc với mình. Ví dụ đây là quan điểm của các bạn. Các bạn có thể không yêu không sao, không có đàn ông hay không có phụ nữ tôi vẫn sống được, nhưng một khi tôi đã bước đến tình yêu, tôi phải có những cái điều đó thì tôi mới yêu, còn nếu không thì thôi. Bạn là người tự làm cho mình hạnh phúc. Các bạn biết ý nghĩa thực sự của tình yêu. Các bạn biết tại sao mình lại bước đến tình yêu. Quan điểm rất rõ ràng và chặt chẽ như thế thì người yêu của các bạn, khi mà các bạn bước vào tình yêu với các bạn ấy, người ta biết quan điểm như thế, người ta rất trân trọng các bạn. Các bạn ạ, mà một người có quan điểm, người ta sẽ có sự tin tưởng. Mà một khi mà các bạn là người không có quan điểm, thế nào cũng được ấy, hoặc là có suy nghĩ mà không dám nói ra ấy, hay là nói được mà không làm được ấy, thì đây là những cái điểm mà nó sẽ khiến cho người kia, thứ nhất không có sự tin tưởng với các bạn. Cái thứ hai mà sẽ khiến người ta phải băn khoăn là liệu mình có nên gắn bó lâu dài với cái người này hay không, đúng không? Cho nên là một người có quan điểm rõ ràng rất là quan trọng. Trên tộc tình yêu, hãy tìm cho mình những cái quan điểm đúng đắn để mình chia sẻ với người yêu của mình. Thường xuyên chia sẻ với nhau những cái quan điểm trong tình yêu ấy. Người ta sẽ biết cách làm sao để đối xử với các bạn. Các bạn thường xuyên trao đổi với nhau, người ta sẽ biết là người ta sẽ nên tin bạn. Ví dụ người đàn ông của các bạn nói với các bạn rằng anh thực sự coi thường những người đàn ông lăng nhăng. Đương nhiên không loại trừ có những người đàn ông họ muốn làm cho các bạn vui, họ cố tình lừa dối các bạn thì mình không nói nhá. Nhưng mà thực sự những cái loại mà muốn lừa dối các bạn ấy, thì cùng với thời gian các bạn sẽ hiểu là câu nói đấy là lừa dối hay thật. Mình thực sự một người đàn ông mà các bạn yêu ấy, bình thường người ta bày tỏ quan điểm với các bạn ấy, mà người ta thực sự chính trực như vậy, không chỉ trong câu nói đấy mà còn trong những công việc khác nữa, thì các bạn sẽ có niềm tin, đúng không? Các bạn sẽ thấy cảm thấy an tâm hơn với người yêu của mình, đúng không nào? Đấy, cho nên cái vấn đề là có quan điểm rõ ràng nó rất quan trọng, nó khiến cho bạn có tin người đó hay không. Hãy thường xuyên chia sẻ các quan điểm trong tình yêu, thậm chí trong cuộc sống với người yêu của mình. Bằng cách đó người ta sẽ biết bạn là người như thế nào và bạn có được người đó tin tưởng hay không. Và một khi cùng với những quan điểm của các bạn, người ta thấy rằng bạn là một người tử tế, chân thành, trung thủy, người ta sẽ biết cách làm sao để đối xử với các bạn. Cho nên rất là quan trọng, muốn được yêu chân thành, muốn được người ấy tin tưởng, phải là một người có quan điểm rất rõ ràng và biết chia sẻ cái quan điểm đó với họ. Cái điểm số 2 để các bạn được tin tưởng và yêu chân thành, đấy là hãy sống thật. Trong tình yêu, mình biết là có những bạn trẻ thì cứ hay thích thử lòng, hay là hay thích bịa những cái chuyện nó không có thật. Đôi khi mình không có chỉ trích, nhưng mà có những cái tình huống như vậy á, thì thực sự là không nên các bạn ạ. Các bạn có thể lừa dối ở đâu, nhưng đặc biệt là trong tình yêu, đừng bao giờ giả tạo, cũng đừng bao giờ lừa dối. Bởi vì sự giả tạo và lừa dối nó không bao giờ bền vững được cả. Trừ khi các bạn bảo là ồ, tôi muốn lợi dụng cái anh này hay lợi dụng cái cô này trong một thời gian thì tôi giả dối. Nhưng các bạn biết điều gì không? Cái đó nó chỉ được một thời gian thôi. Còn nếu như các bạn xác định yêu một người lâu dài, các bạn muốn người ấy cũng yêu các bạn lâu dài, thì đừng bao giờ đưa vào sự giả dối hay lừa dối hay sự thử lòng hay bất kỳ một cái điều gì đó nó không thật các bạn ạ. Nếu các bạn muốn nó lâu dài, vì thực sự mình đã chứng kiến có rất là nhiều cái cuộc tình tan vỡ ấy. Không phải bởi vì các bạn không tốt hay không bởi vì các bạn không tuyệt vời, không phải như thế. Đơn giản là vì các bạn đã từng bịa chuyện xong rồi sợ người kia người ta phát hiện, cuối cùng là mối tình nó phải kết thúc các bạn ạ. Bẽ mặt mà
hoặc là thử lòng xong rồi bị người kia phát hiện bẽ mặt, mà hoặc là người kia người ta không muốn tiếp tục cái mối quan hệ này vì mà người ta không được tin tưởng. Cho nên trong tình yêu, nếu các bạn muốn có một mối quan hệ lâu dài bền vững sẽ đi đến tương lai, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giả dối trong bất kỳ một cái điều gì đối với người mình yêu. Phải thật các bạn ạ. Người ta có một câu nói như thế này: nếu bạn thật với người ta thì có thể người ta sẽ thật lại với bạn, hoặc người ta sẽ không thật với bạn. Nhưng một khi mà bạn không thật với người ta ấy, thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ thật lòng với các bạn hết. Cho nên mình hãy sống làm sao để không hổ thẹn với lương tâm, sống làm sao mà để mình sẽ có một cái mối quan hệ lâu dài và bền vững bằng cái thật lòng của mình. Nhiều khi các bạn cứ muốn thử, hoặc là nhiều khi các bạn cứ muốn tạo nên những cái drama cho cái tình yêu của mình nó nhiều màu sắc hơn, nó thăng hoa hơn ấy. Nhưng mà có rất là nhiều cách để mình có thể tạo nên cái sự thăng hoa trong tình yêu cùng với cái thật của nó mà. Mình hãy tìm hiểu những cái đó đi, chứ không việc gì mà phải tìm những cái cách, ví dụ tạo nên sự giả dối, nói dối hoặc bịa chuyện để cho cuộc tình thăng hoa hơn, thì không nên như thế các bạn nhá. Hãy thật với người mình yêu, thật lòng, thật tâm và không giả dối. Cái điều số 3 mà chúng ta cần biết để có được niềm tin và tình yêu chân thành từ người kia, đấy là phải nói được làm được. Chứ không phải mình nói xong mình không làm được. Nói không làm được, thứ nhất người ta không tin mình, thứ hai người ta coi thường mình. Ví dụ nhá, ví dụ các cô gái hay có cái thói quen mà nói chia tay, đúng không? Nhiều khi cứ động một tí là thích là nói chia tay, hoặc thích là nói ly hôn. Xong rồi đến lúc không làm được, các bạn không làm được, các bạn có làm được không? Các bạn làm được thì các bạn hãy nói, mà không làm được thì đừng nói. Nhưng mà nhiều khi vì mục đích này, vì mục đích khác, xong rồi mình nói là cứ nói chia tay đi. Lần một, lần hai không sao, càng về sau không ai cần níu kéo các bạn cả. Lúc đấy chính mình nói ra câu chia tay xong chính mình lại phải níu kéo, thế có phải khổ không? Đấy, đấy nó tạo nên cái sự không tin tưởng từ người kia. Người ta sẽ thấy bạn nói được mà không làm được. Thứ hai, người ta coi thường mình. Coi thường vì có chia tay được người ta đâu, vẫn cứ bị lụy trong tình cảm. Thậm chí khi người ta rời bỏ mình còn đau khổ lắm cơ, trong khi chính mình là người cứ suốt ngày nói câu chia tay. Đây chỉ là một ví dụ trong cái việc nói được mà không làm được thôi nhá. Cho nên các bạn hãy thận trọng trong tình yêu. Mình nói thì mình phải làm được, chứ mình đừng nói cho hay, hoặc là nói cho sướng mồm nhưng mà mình không làm được. Hoặc các bạn con trai ý, các bạn ví dụ là khi mà yêu các bạn hứa hẹn rất là nhiều, thì các bạn cũng nên thận trọng. Không phải là mình thà rằng mình nói ít mà mình làm nhiều, còn hơn là mình nói rất nhiều mà mình lại không làm được gì, hoặc là làm được ít hơn các bạn ạ. Thế cho nên là các chàng trai trong tình yêu cũng thận trọng một chút, hứa hẹn ít thôi. Quan trọng là mình thể hiện thật là nhiều, và khi mình làm xong rồi mình hãy nói, chứ đừng nói xong nhưng mà chưa làm thì không nên như thế. Nói được là phải làm được các bạn nhá. Ngay cả cái việc mà các bạn cứ hứa hẹn cái này, hứa hẹn cái kia, các bạn cứ hứa trước nhưng mà sau rồi đấy các bạn không làm được thì thực sự mất niềm tin vô cùng. Người phụ nữ của bạn sẽ nghĩ rằng nói được mà có làm được đâu, nói 10 thì chẳng làm được 1 đi chứ. Thì mất niềm tin là cái thứ nhất. Thứ hai, về sau cứ nói nhiều thì người ta coi thường mình. Trong tình yêu con trai rất hay hứa hẹn các bạn ạ. Đặc biệt trong những giai đoạn đầu của tình yêu, khi tình yêu thăng hoa ấy, mình biết các bạn không có sai, các bạn có mục đích tốt thôi, là lúc đấy cảm xúc thăng hoa, mình thực sự muốn có thể làm những cái việc này việc kia cho cô ấy thật. Nhưng sau đến lúc tình cảm xuống rồi mình không làm được, cho nên là mình hạn chế đi. Mình cái gì mình làm xong rồi mình hãy nói, chứ mình đừng nói quá nhiều, hứa hẹn quá nhiều sao không làm được các bạn nhá. Cái điều số 4 để người khác thực sự tin tưởng và yêu các bạn thật lòng á, đó chính là khi bước tới tình yêu, các bạn hãy là người cống hiến vì người ấy. Đúng nghĩa nhá, đúng nghĩa là vì người ấy, chứ đừng chỉ vì mình. Đa số trong tình yêu mà các bạn thất bại ấy, chủ yếu là do các bạn chỉ biết nghĩ đến mình thôi các bạn ạ. Mình nói một cái sự thật nó hơi phũ, nhưng mà thực tế là như vậy. Thầu hết các cuộc chia tay đơn giản là không phải vì các bạn không đủ tốt, mà vì các bạn chưa biết cách yêu. Hoặc là các bạn cứ nghĩ rằng mình là vì người ấy, nhưng thực ra là đang vì mình. Ví dụ nhá, trong tình yêu các bạn cứ hay đòi hỏi yêu thương, muốn người ta phải quan tâm mình, chiều chuộng mình, bao dung cho những lỗi lầm của mình, đòi hỏi quá nhiều. Và khi các bạn bị lạnh nhạt, các bạn không chịu được. Và khi các bạn trong cái thời gian bị lạnh nhạt, các bạn nhắn tin cho người ta, các bạn nghĩ rằng các bạn nhắn tin là các bạn quan tâm người ta. Không, các bạn nhắn tin là vì các bạn đòi hỏi yêu thương. Còn một khi các bạn nhắn tin vì các bạn yêu thương người ta, nó khác các bạn ạ. Nó không mang theo cảm xúc tiêu cực. Và ngay cả khi ví dụ người yêu của bạn mệt mỏi trong công việc, người ta đã mệt lắm rồi, người ta không có thời gian cho mình, mình không nghĩ đến người ta, mình chỉ nghĩ đến mình thôi. Mình chỉ nghĩ là trước đây mình đã được yêu thương như thế, bây giờ mình bị được yêu thương ít, mình không chấp nhận được điều đấy. Mình nhắn tin mình trách móc, hoặc là mình nhắn tin quan tâm nhưng mà không thấy người ta đáp lại với sự nhiệt tình, bắt đầu chúng ta tức giận,
khó chịu trong người. Điều đó chứng tỏ điều gì? Chúng ta vì chúng ta không vì người chúng ta yêu. Mà một khi trong tình yêu để nó bền vững và để người ta yêu mình thật lòng lâu dài thì chúng ta phải biết vì họ, chứ không phải chỉ vì mình đâu. Hãy nghĩ xem mình có thể cống hiến vì người ta cái gì. À, nếu như cái sự không nhắn tin của mình khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, mình chịu đựng hy sinh, mình chịu đựng là mình sẽ chịu cái sự cô đơn này, mình chấp nhận cái sự cô đơn này mặc dù nó rất khó khăn với mình, thậm chí mình khóc, thậm chí mình đau từ trong trái tim ấy, mình nhịn, mình chịu đựng vì là người ta đang gặp áp lực, người ta đang mệt mỏi, mình không muốn làm người ta mệt mỏi thêm vì mình nữa. Đấy, phải thực sự biết vì người đó thì cuộc tình của các bạn nó mới có kết thúc tốt đẹp được. Còn nếu như chỉ biết vì mình thôi ấy, đấy chính là lý do tại sao rất nhiều cuộc tình nó kết thúc và tan vỡ các bạn ạ. Nên hãy nhớ nhá, phải thực sự vì người đó đúng nghĩa. Và cái điều số 5 để người ấy có sự tin tưởng và yêu các bạn thật lòng ấy, đó là các bạn cần phải học cách xử lý vấn đề một mình. Trong tình yêu đôi khi các bạn cứ hay bị phụ thuộc vào nhau, cái gì các bạn cũng phải mình cần có người đấy làm cái này cái kia. Nhưng mà cuộc sống có những thăng trầm, tình yêu cũng vậy. Các bạn phải học cách đôi khi phải xử lý vấn đề một mình mà không có người kia. Bởi vì đơn giản là chúng ta sinh ra là những cá thể khác nhau, chúng ta có sự gắn kết trong tình yêu đấy, nhưng chúng ta vẫn cần phải học cách xử lý vấn đề một mình, đưa ra những quyết định một mình các bạn ạ. Mình lại tiếp tục lấy cái ví dụ mà khi người yêu của các bạn lạnh nhạt nhá. Lúc đấy là cái lúc mà các bạn phải xử lý vấn đề một mình đấy, chứ không phải là mình cứ bám lên người ta, mình cứ đòi người ta yêu thương thì người ta sẽ quay lại mà yêu thương mình và nghe lời mình đâu các bạn ạ. Đây là cái lúc mà các bạn cần phải học cách xử lý vấn đề một mình. Bất kể trước đây mình đã được yêu, được chiều như thế nào, được chăm sóc nhiều như thế nào, thì có những lúc chúng ta cần phải biết rằng phải xử lý một mình mà không có ai ở bên cạnh chúng ta. Xử lý một mình là khi nào? À, đó là khi mình phải tự nghĩ cách làm sao để mình cuộc tình này nó lâu dài, làm sao để lấy lại sự thu hút, làm sao để người ta yêu mình từ trong tâm, làm sao để người ta muốn được quan tâm và được yêu thương mình, chứ không phải mình ngồi đây và đòi hỏi người ta. Làm sao để trong tình yêu này người ta sẽ cảm thấy tự hào khi người ta yêu mình, chứ không phải người ta cảm thấy mệt mỏi khi ở cùng mình. Đấy, đây là cái điều mà các bạn phải học cách xử lý vấn đề một mình. Không phải lúc nào cũng phải đòi hỏi người ta, gọi cho người ta, đòi hỏi người ta thì mình sẽ có. Mình phải xử lý một mình các bạn ạ. Xử lý một mình như thế nào? Đấy là cái hành trình mà đôi khi các bạn phải chịu đựng cái sự cô đơn rất lớn. Ví dụ như là người yêu của các bạn gặp khó khăn trong công việc nhá, hay là gặp khó khăn trong gia đình, anh rất áp lực, anh mệt mỏi, hoặc đôi khi là anh ấy có ngột ngạt quá, anh ấy cần cái không gian để thở. Ví dụ trong cái tình huống như vậy, bạn xử lý một mình như thế nào? Xử lý ở cái chỗ là người ta đang ngột ngạt, người ta không cần mình. Ít nhất là trong thời gian này mình chịu đựng cái sự cô đơn, mình tự học hỏi những cái cách để đối mặt với cái vấn đề này. Mình học cách là một người cao thượng, đủ cao thượng để vì người đấy chứ không phải vì mình. Đủ cao thượng để biết rằng có mình ở trong cuộc đời là niềm vinh hạnh của họ. Làm sao để trong tình yêu với mình thực sự có mình là một niềm vinh hạnh? Bởi vì người ta có một người yêu cao thượng đến thế nào, quan tâm người ta như thế nào, chân thành với người ta như thế nào, biết nghĩ cho người ta như thế nào, thậm chí là phải chịu đựng nỗi đau về mình, mình vẫn vì người đấy. Cái sự chân thành của các bạn đến mức độ đấy, người ta sẽ cảm nhận cái sự chân thành đấy, người ta sẽ yêu các bạn rất là nhiều. Và đương nhiên chân thành đến mức độ đấy rồi, người ta sẽ tin tưởng các bạn và yêu các bạn rất thật, đúng không ạ? Và đó là những chia sẻ của mình ngày hôm nay, để các bạn có được niềm tin từ người mình yêu và được người ta yêu thật lòng và chân thành. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thích những video của mình, hãy nhấn vào like, subscribe và share nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.